Ok, hello, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác cũng quay trở lại kênh giúp của hàng bán giá rẻ. Giúp clip ngày hôm nay em lên cho bác một em Joji Roshi nhé. Chỉ có một em duy nhất thôi. Hình thức bên ngoài các bác nhìn kỹ giúp em vậy đã. Em để chế độ Full HD cho các bác xem. Thành vách thì của nó thì tương đối là ok này. Đó. Đó, thành vách thì tương đối là ok nhá. Con này thì đời 20 bao nhiêu đây? 2015 các bác nhá. Đây này. Đây đời 2015 này. Đó. 2015. Còn nguyên pin này, còn nguyên pin nhá. Đây các bác xem này. Con này gioăng nhá. Đây nhá, gioăng này nhá. Gioăng của nó tương đối là đẹp này. Nhưng cái này là bẩn nhá. À đây có bị gì? Đây có vết rắn cặm quá này. Tóm lại vẫn bao ok cho các bác nhá. Đó, rắn. Còn song này các bác này, ui song này chóc hết rồi các bác. Đấy, trong này nhưng vẫn bao ok cho các bác nhá. Song thì trong Joji này nó dày lắm. Chúng dính thoải mái nhá, đây đít song này. Đấy. Bao dính bao không dính cơm cho các bác nhá. Con này còn nguyên pin này. Đây nhá. Đấy. Tắt này các phím chức năng thì ok nhá. Menu này. Đấy. Nó nấu nhanh này. Con này có cả chế độ ủ bánh các bác nhá. Đấy. Nấu cơm bình thường nhá, 52 phút này. Ủ ấm này. Đấy, gạo không vo này. Ok hết nhá. Hiện giờ này. Em cài đặt giờ các bác nhá. Đấy. Thì con này em lấy hay con này bác nào lấy nhá. Thì em để bác giá là 550 nhá. 550. Giờ nó không có hàng đâu các bác ạ. Đấy, 550 nhá. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 này 329755 giúp em với. Em chào các bác nhé, em hẹn các bác clip tiếp theo nhé. Các bác xem clip của em thấy hay thì xin một like, một chia sẻ lên kênh các bác nhé. Em chào các bác.